Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phiên live vào ngày hôm nay vào tối 18 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023. Tập luyện calisthenics cùng Lê Phạm Thế Vũ nha. Xin chào các bạn. Ok, mời các bạn vào phiên live nha. Mời các bạn vào phiên live và cùng mời tập luyện với Thế Vũ. Thì bây giờ là 6 giờ tối thì rất phù hợp để tập luyện. Thì hôm nay mình nghĩ rằng là mình sẽ rất là tập luyện calisthenics. Tại vì như các bạn đã biết thì hồi chủ nhật vừa rồi thì mình mới vừa vô địch Việt Nam Freestyle Push-Up Championships, vô địch hết đất nghệ thuật ở Việt Nam năm 2023. Sau 5 năm trở lại thì mình vẫn tiếp tục vô địch hết đất nghệ thuật Việt Nam, Việt Nam Freestyle Push-Up Championships với nội dung là lăng tre freestyle push-ups. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tập luyện calisthenics như thường lệ. Thì như các bạn đã biết thì chỉ còn khoảng chừng mười mấy ngày nữa là chúng ta đã hết một năm rồi ha. Còn mười mấy ngày nữa là chúng ta đã hết một năm. Thì chúng ta sẽ tranh thủ cái thời gian này để chúng ta tập luyện nhiều hơn. Ok, mình cũng tập luyện nhiều hơn. Thì bữa giờ, ok, ha ha
Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, chúc mừng. Hôm nay video tập luyện của mình tới đây thôi. Phiên live tập luyện của mình tới đây. Ok, tới lúc mình cũng phải nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình, cũng như là ok. Đúng không mọi người? Rất là vui khi mà được tập luyện vào ngày hôm nay cùng với mọi người. Được mọi người xem cái phiên live này, cái buổi tập luyện này của Thái Vũ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok. Thái Vũ hy vọng rằng là chúng ta đã có duyên gặp nhau ở cái phiên live ngày hôm nay rồi, và cùng có niềm đam mê calisthenics, thì cũng như là cùng có đam mê tập luyện thể dục thể thao, thì chúng ta hãy cùng nhau duy trì cái điều đó. Và chính những cái mắt xem của mọi người ngày hôm nay, chính những cái lời động viên của mọi người vào ngày hôm nay, cũng như chính những cái sự ủng hộ và sự mến mộ của mọi người hôm nay là động lực, là và làm niềm tin để Thái Vũ có thể tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong cái việc phát triển cái tinh thần tập luyện thể dục thể thao nói chung, và phát triển cái sự nghiệp calisthenics nói riêng. Calisthenics không chỉ là cái đam mê mà nó còn là cái sự nghiệp của Thái Vũ ở tầm thời điểm hiện tại. Thái Vũ đã theo đuổi nó được 9 năm rồi, thì không có lý do gì để mà Thái Vũ không có đi tiếp nó, trong khi Thái Vũ chưa đạt đỉnh cao của calisthenics. Thái Vũ chỉ mới có mạnh cái phần handstand, hay còn lại những skill khác của calisthenics Thái Vũ vẫn chưa có mạnh. Cho nên là Thái Vũ phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa. Trong vai trò là một vận động viên calisthenics, phải tự hoàn thiện bản thân mình và cố gắng phát triển sức mạnh của bản thân mình tốt hơn nữa, để xứng đáng với những cái tình yêu thương của mọi người, và luôn luôn truyền động lực tập luyện calisthenics đến với nhiều người hơn nữa tại Việt Nam và cả thế giới nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ Thái Vũ. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.